nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh gì trả giá khi tìm gặp ma qua giọng đọc định soạn. tiệc chưa tàn nhưng tấn đã hai lần suýt ngã vì chóng mặt lần đầu thì mẹ anh đi bên cạnh còn tưởng rằng con mình do nhiều quá nhiều nên bà nhắc khẽ đừng có uống nước con cứ rô rô hoài như vậy chịu gì cho nó nổi nhưng đến lần thứ hai thì chính Hồng Hạnh, vợ của Tấn đã lo lắng. Anh không có chịu nổi nữa thì vào nằm một chút đi anh. Tấn định không nghe lời vợ, nhưng tới lúc mắt hoa lên, người thì lạ đi, thì Tấn mặc cho vợ dìu đi đâu thì đi theo đó. Hồng Hạnh đưa Tấn vào trong phòng tân hôn. Cô tự lo cho chồng và chưa định báo cho cha mẹ biết. Bởi nghĩ Tân chỉ bị choáng một lúc rồi sẽ đi qua Tuy nhiên sau một lúc xoa dầu Và làm vài động tác sơ cứu hồng hạnh phát lo bởi tấn càng lúc càng chìm sâu và hôn mê hốt hoảng hạnh chạy ra bên ngoài báo cho mẹ chồng bà hiệp phát cuống lên cùng con dâu chạy vào trong phòng cùng với vài người khác tấn ơi con đó là tiếng gào lên của bà hiệp phát khi vừa chạm vào chán con trai linh tính nhạy bén của người mẹ đã không sai bởi bà cảm nhận rằng tấn đã không còn chút sinh khí nào nữa hồng hạnh tiếp sau mẹ chồng cô đưa tay lên mũi của tấn và cô gào lên còn to hơn bà hiệp phát trời ơi tấn đã ngừng thở toàn thân của anh đã bắt đầu lạnh những tiếng khóc cùng vỡ òa biến tiệc tân hôn thành một khung cảnh hỗn loạn tin chú rể chết ngay đêm động phòng đã truyền lan ra thật nhanh trong phút chốc cả những người hàng xóm cũng tò mò kéo tới xem hồng hạnh tức tốc chở tấn vào bệnh viện nhưng nơi tiếp nhận sau khi khám kỹ người ta lắc đầu rồi bảo tìm đã ngừng đọc khá lâu rồi không còn cách nào có thể cứu được nữa bà Hiệp phát và hồng hạnh chết ngất ngay tại phòng cấp cứu khi họ tỉnh lại thì hay tin tấn đã được đưa xuống nhà xác cả hai cùng chạy bay đi tìm nhưng khi bước chân vào nhà xác thì họ lại một phen kinh hoàng xác của tấn không có ở đó hồng hạnh hỏi thêm thì người ta chỉ nói có một người nào đó xưng là người nhà họ làm thủ tục rồi xác nhận trở đi rồi Bà Hiệp Phát quá đối ngạc nhiên Nhà tôi đâu có ai Mà vào đây đem xác về chứ Một người phụ nữ tên là Tuyết Thu Đưa ra đầy đủ giấy tờ chứng minh Là thân nhân của người quá cố Vừa nghe tới tên Tuyết Thu Là bà Hiệp Phát giật bắn người Ai, ai là Tuyết Thu Sao lại là nó Hồng Hạnh đang suy sụp Nhưng cũng phải ngạc nhiên Tuyết Thu là ai mà từ nào đến giờ Con chưa có nghe nói Bà Hiệp Phát không đáp Bà lào đảo bước ra sân như một kẻ mất hồn Kìa mẹ, mẹ để con kêu xe Nhưng bà mẹ chồng của cô Như không còn nghe lời nói của cô nữa Bà cứ bước đi Cho đến khi vấp chân ngã sóng xoài trên đường Hồng hành hốt hoảng đưa tới bà dậy Thì phát hiện bà đã bị trào máu Ở bên khóe miệng Mẹ ơi Tội nghiệp cho hạnh Chỉ trong vòng một thời gian ngắn Mà bao nhiêu chuyện xảy ra vượt quá khả năng chịu đựng cô quỳ xuống trên thân thể bất động của người mẹ chồng và không còn một chút sức lực nào để có thể gượng dậy ở một góc khuất nào đó có một bóng người đứng nhìn vào cảnh ấy hình như chăm chú lắm mãi cho đến khi có người tới vực hai người dậy đưa vào khu cấp cứu sau cái chết của tấn được hai ngày thì bà hiệp phát cũng chút hơi thở cuối cùng bà chết bởi nguyên nhân nào đó thì ngay cả bệnh viện người ta cũng rất mơ hồ họ chỉ ghi vắn tắt trong bệnh án là trụy tim nhưng Hồng Hạnh không tin như vậy Bởi cô đã chứng kiến cảnh bà bị thổ huyết Ngay sau khi nghe đến tên tuyết thu nào đó Nhưng bây giờ thì mọi việc coi như đã kết thúc Tìm ra nguyên nhân sự thật cái chết của bà mẹ chồng Để còn làm gì nữa Hạnh bỏ về nhà mình ngay ngày hôm sau Sau đám tang và kiệt sức Nên ngủ vùi từ rất sớm Cho đến nửa đêm Hồng Hạnh tròn tỉnh dậy khi nghe tới tiếng gõ cửa Chạy ra mở cửa ngay Nhưng cô đã sững sờ bước lùi lại bởi đứng trước mặt của cô lúc này là một người con gái cỡ tuổi của mình có khuôn mặt rất đẹp nhưng nét u buồn khó che giấu cô làm tuyết thu hồng hạnh chưa biết tuyết thu là người như thế nào nhưng tự dưng cô cũng giật mình có lẽ cô nhớ tới thái độ sợ hãi của mẹ chồng hôm trước với người tên là tuyết thu này cô cần gì ở tôi cô không muốn biết tin chồng của mình ở đâu sao <laughs> Bây giờ Hồng Hạnh mới chợt nhớ Cô đưa xác chồng tôi đi đâu Tại sao cô phải làm như vậy Ai là chồng cô Tấn Cô cướp xác tấn trong nhà xác Vì chính chuyện đó nên mẹ chồng tôi mới chết Tuyết Thu cười phá lên Trong âm thanh có cái gì đó khiến người ta nghe ớn lạnh Chồng cô Nghe nói tôi phát dùng mình Hồng Hạnh vừa bực Nhưng cũng chẳng hiểu tại sao Nhìn gương mặt của người phụ nữ trước mặt mình lúc này Cô chợt hiểu lý do phần nào bà hiệp phát đã xả hình như cô ta có điều gì đó bất thường cô yêu tấn từ bao giờ câu hỏi khiến cho hạnh dù nhìn hết cỡ cũng phải nổi cáu cô làm gì có đủ tư cách để hỏi cái điều đó tôi yêu cầu tuyết thu hạ thấp giọng mà trong âm thanh như đang rít lên chẳng những đủ tư cách mà còn có quyền được bắt cô phải trả lời nữa đấy chẳng những không mà còn yêu cầu cô hồng hạnh lặp lại gần giống như câu nói trịch thượng của cô ta nhưng mới vừa nói được bấy nhiêu thì bất thần cảm giác như một bên má của mình như bị ai đó tắt một cái đau điếng nhìn thì thấy tuyết thu vẫn còn đang đứng cách mình hơn hai thước hồng hạnh chưa biết chuyện gì xảy ra thì giọng đáng ghét kia lại vang lên đây là sự cảnh cáo để cô nhớ là phải ăn nói lễ độ trước đàn chị của mình tôi yêu cầu cô ra khỏi nhà tôi ngay lại một cái tắt nữa ở bên má bên kia mà rõ ràng không phải là do tuyết thu hành động bởi cô ta vẫn không di chuyển đến gần lúc này hạnh mới hơi nao núng cô nghĩ chắc chắn là một ai đó đang đứng phía sau lưng nhưng khi quay lại thì hoàn toàn trống không hồng hạnh quay trở lại thì không còn thấy tuyết thu đâu nữa toàn thân của hồng hạnh ướt đẫm mồ hôi mặc dù lúc đó trời đang xe lạnh cô bắt đầu hiểu vừa lúc ấy thì mẹ hạnh từ trên nhà chạy lên bà ngạc nhiên hỏi con vừa nói chuyện với ai vậy Hồng Hạnh không muốn mẹ mình lo lắng Nên lắc đầu Dạ có ai đâu Con chỉ tỉnh giấc nên là lầm bầm một mình thôi Bảo Anh nhẹ lắc đầu Con không bình thường rồi Bà nhắc Hạnh trước khi trở xuống phòng ngủ Ngủ nhớ đắp mền Nếu cần thì uống viên thuốc an thần vào con Bà cảm thông nỗi buồn của người con gái Bởi theo bà thì với cú sốc nặng nề như vậy Không khéo Hạnh sẽ bị tâm thần Vừa bước tới phòng chưa kịp vào thì bảo oanh đã giật mình khi nghe cửa phòng của con mình đóng sập lại một cách bất thường bà hốt hoảng vừa chạy lại vừa hỏi lớn chuyện gì vậy hạnh không có tiếng trả lời mà tiếng phòng cửa thì đóng kín nghĩ con không khóa cửa nên bảo oanh vặn tay nắm nhưng cửa phòng đã bị khóa chặt gõ và gọi thật to vào giọng của bảo oanh gấp gáp chuyện gì về hạnh mở cửa cho má vẫn im lên nghĩ tới điều không lành Bảo anh đập cửa mạnh thêm Người anh trai của Hạnh đang ngủ trên lầu Phải chạy xuống Có chuyện gì vậy má Tông cửa và coi con Hạnh nó bị làm sao Mau lên con Thạnh lưỡng lự Nhưng nhìn vào nét lo lắng quá sức của mẹ Anh đành phải dùng hết sức mạnh Đạp tung cửa phòng Bên trong không có ai cả Bảo anh điếng hồn Nó mới đây mà Lục lạo khắp căn phòng Mà vẫn không hề thấy bóng dáng của Hồng Hạnh đâu Bảo anh khóc quả lên sợ hãi không xong rồi Thạch ơi Em con nó, nó không có xong rồi Bà không còn đủ bình tĩnh nữa Người ấy như sắp ngã ra nếu không vịn vào vai con trai Thạnh phải Trấn An Chuyện gì thì má cứ bình tĩnh đã xem nào Giờ này con Hạnh làm sao đi đâu được Trong khi cửa cổng vẫn còn đóng kín như vậy Mà má thừa biết Nó xưa này nhát Có dám ra khỏi nhà một mình vào ban đêm đâu Để con Thạnh soi đèn tìm khắp chung quanh sân vườn đến khi tới chỗ rào gần cổng anh phát hiện ra một vạt áo phụ nữ mà nếu nhớ không lầm thì đó chính là vạt áo của hồng hạnh sợ mẹ lo nên lát trở vào thạnh chỉ nói chắc là do quân chế nên nó đi đâu đó thôi để con đi tìm nhìn đồng hồ mới thấy 4 giờ sáng thạnh cũng đã bắt đầu lo tuy nhiên anh vẫn phải chấn an bà mẹ thôi mẹ đi ngủ đi để con gọi điện hỏi thăm con sẽ nhờ cả cảnh sát nữa nhưng bà oanh đã hoàn toàn suy sụp bà ngã xuống xa lông mặt mày tái xanh hơi thở yếu dần thành hốt hoảng lo cứu chữa cho mẹ nên anh không để ý vừa có một bóng người thoát ra từ cửa sổ phòng của hạnh bàng hoàng khi tỉnh lại thấy mình nằm trong căn phòng tân hôn nhà chồng hồng hạnh lạnh toát cả mồ hôi cô liền kêu lên sao tôi lại biết trong nhà không có ai kể từ khi tân chết rồi bà hiệp phát qua đời và cô bỏ về nhà cha mẹ ruột thì ngôi nhà này tạm đóng cửa không có người ở Nhưng Hồng Hạnh vẫn cố lên tiếng một lần nữa Có ai ở trong căn nhà này không vậy? Tất nhiên là chẳng có một ai Mọi vật trong căn phòng vẫn cứ giữ nguyên Những món quà cưới vẫn còn trầm chất trên bàn phấn Và cả chiếc áo cưới mà Hạnh cởi ra Để trên giường ngủ vẫn còn y chỗ cũ Chứng tỏ từ sau cái đêm kinh hoàng đó Chẳng có một ai bước vào trong căn phòng này Bật ra khỏi giường Hạnh nhớ lại chuyện mới xảy ra việc xuất hiện kỳ lạ của người tên tuyết thu rồi những câu nói khó hiểu từ cô ta và nhất là việc tự nhiên biến mất của cô ả à. rồi sau đó là mấy giây hạnh đã hoa mắt gian phòng tối sầm lại và cô chẳng còn biết gì nữa cho đến lúc này ai đã đưa mình tới đây chắc chắn không phải là mình tự đi được hay là hồng hạnh không dám suy nghĩ gì thêm cô ngồi thường người trên ghế nhìn khắp gian phòng một lượt rồi bỗng nhớ tới bà mẹ chồng hạnh kẽ khêu lên bà ấy tự dưng hạnh muốn bước sang phòng của bà hiệp phát công chẳng biết cho sự thúc đẩy nào chứ làm sao một người nhút nhát như hạnh lại dám có ý nghĩ táo bạo như vậy gian nhà rộng trống vắng đến rợn người vậy mà hồng hạnh vẫn bình thản một mình tiến về căn phòng riêng của bà mẹ chồng cửa phòng không khóa bên trong đèn vẫn còn sáng có lẽ hôm xảy ra sự cố đến nay vẫn còn y nguyên như vậy đầy nhẹ cửa phòng bước vào hồng hạnh đã chú ý tới ngay tới bức ảnh treo trên tường trong ảnh có ba người người ngồi là bà hiệp phát còn một trong hai người đứng sau lưng bà là tấn cạnh tấn là một người phụ nữ trẻ đẹp mà chỉ cần nửa giây là hạnh đã nhớ ra ngay cô kêu lên thảng thốt cô ta người trong ảnh chụp chính là tuyết thu như thế này là sao vậy tuyết thu là gì trong căn nhà này phải chăng trong đầu của hạnh vừa lóe lên một thắc mắc mà từ khi yêu tấn nhận lời làm đám cưới với anh cô chưa hề nghĩ đến cô hoàn toàn không tin rằng tấn đã có người con gái nào khác trước khi yêu và cưới mình bởi vậy bây giờ đứng trước bức ảnh lạ lùng này hạnh như người từ trên trời rơi xuống cô ngẩn người khá lâu rồi tiến sát đến chỗ treo khung ảnh trong ảnh thì cả ba người đều rất tươi và hớn hở có lẽ chụp ảnh gần đây thôi bởi gương mặt của tấn trong ảnh vẫn không khác gì so với bây giờ và tuyết thu cũng như vậy vẫn đôi mắt sắc sảo như dao nụ cười nhẹ đầy sức quyến rũ đó phải chăng họ là đó là câu hỏi mà chỉ trong vài giây đã hiện lên trong đầu của hạnh cô đi từ trạng thái ưu tư lo lắng thắc mắc rồi cuối cùng quyết tâm khám phá cho bằng được từ ngày yêu tấn rồi làm đám cưới chưa bao giờ hồng hạnh bước vào trong căn phòng của mẹ chồng và nghe nói rằng cuộc sống trong gia đình này khép kín đến nỗi những người ăn kẻ làm ít người chịu nổi và làm lâu bà hiệp pháp cực kỳ độc đoán kỳ thị giàu nghèo nên hầu hết người giúp việc đều bị cấm không bao giờ được bước vào khu vực riêng của tư chủ hành tưởng tượng nếu không có biến cố vừa rồi thì chẳng biết cô chịu đựng bao lâu với bà mẹ chồng như vậy do không còn ngại ai khác dòm ngó nên hạnh yên tâm bắt đầu khám phá từng phần những gì cô thấy trước mặt đầu tiên là chiếc thủ quần áo cô không hề chủ tâm tìm tiền bạc nữ trang hay bất cứ một vật gì quý giá mà mục tiêu duy nhất của hạnh là những gì có thể nói lên sự liên hệ của người phụ nữ tên là tuyết thu và không khó lắm để hạnh tìm ra một chiếc hộp gỗ bằng sơn mài khá đẹp thường các người có của hay dùng những chiếc hộp như vậy để đựng những đồ vật riêng quý giá mà ở đây ngay khi mở nắp ra hồng hạnh đã gặp ngay vật mình cần tìm một sấp ảnh khác chụp giữa tấn và tuyết thu đây hẳn là một những ngày hạnh phúc nhất của họ bởi hầu hết mấy chục tấm ảnh đều chụp ở những thắng cảnh nổi tiếng có cả vài bức chụp chân dung của họ theo kiểu vợ chồng máu nóng trong người của hồng hạnh bắt đầu sôi sục cô cố nén lắm mới có thể tiếp tục xem thêm những bức ảnh khác và giấy tờ còn lại trong số này có một lá thư để ngày cách đó khá lâu chữ viết của một người phụ nữ thư của tuyết thu chẳng có thể dừng lại được Hồng Hạnh bóc lá thư ra xem Một sự thật khiến cho tim của cô đau nhói Trong thư Tuyết Thu gửi cho bà Hiệp Phát Với lời lẽ khá nặng nề Mà qua đó Hạnh hiểu được rằng Tuyết Thu từng là vợ của Tấn Họ yêu nhau nhiều năm Và đã về sống chung với nhau khá lâu như vợ chồng Cho đến một ngày chính bà mẹ chồng đã can thiệp để chia rẽ Dẫn tới chuyện Tấn bỏ về nhà mẹ Trong khi Tuyết Thu bơ vơ Ở một nơi xứ lạ nào đó một đoạn trong lá thư có nội dung rồi bà sẽ nhận được hậu quả của ngày hôm nay nó là thế nào tôi nguyện rủa bà rồi dòng máu trực hệ của bà nó sẽ hận bà và chuyện gì đó ắt bà sẽ biết đặt lá thư xuống hạnh suy nghĩ mãi vẫn chưa hiểu hết tại sao trong những tấm ảnh thì họ vô cùng hạnh phúc nhưng với lá thư này thì hoàn toàn trái ngược phải chăng có một bưu thiếp đóng dấu từ nước ngoài gửi về cho tấn nhìn mặt sau hạnh hiểu là của tuyết thu gửi Nội dung ngắn gọn Nếu anh không qua Thì chúng ta không bao giờ gặp nhau nữa Thế này là thế nào Tại sao bưu thiếp gửi cho Tấn Mà lại nằm trong hộp riêng của bà Hiệp Phát Chỉ cần động não một chút Là ông Hạnh đã hiểu ngay Như vậy có nghĩa là khi bưu thiếp gửi về đây Thay vì đưa cho Tấn Bà Hiệp Phát đã giữ nó lại cũng có nghĩa là bà ta muốn chia cắt tình yêu giữa Tấn và Tuyết Thu. Thảo nào! Hạnh lẩm bẩm cô ta cũng là nạn nhân ở một biểu thiếp khác hạnh đọc được em đi đây hẹn gặp anh nơi mà chúng ta từng hẹn tuyết thu thì ra là như vậy tuyết thu bị bức phải rời sang người tình của mình để rồi chợt hồng hạnh kêu lên cô ta chết chăng có thể lắm và cũng có thể bỗng dưng hạnh run rẩy tay đang cầm lá thư để rơi xuống đất sau chuỗi lại những sự việc đã xảy ra hạnh lẩm bẩm cô ta là ma Vừa đúng lúc đó Có những tiếng động lạ trên lầu Giống như có ai đó đóng cửa Chỉ kịp cho vội chiếc hộp trở về chỗ cũ Hạnh hấp tấp rời khỏi căn phòng Nhưng khi ra đến bên ngoài Thì cô bối rối Bởi cổng đã khóa chặt Mà cô không có chìa khóa Cũng chẳng còn thì giờ để thắc mắc Lúc tới đây mình vào bằng cách nào Hồng Hạnh chỉ còn biết vừa lo sợ Vừa muốn kêu to lên Nhưng có lẽ do quá căng thẳng nên nhất thời không thể thốt ra được tiếng nào bỗng hạnh giật mình bởi cánh cổng tự dưng như có người mở ra mà tuyệt nhiên không thấy ai ở đó hạnh nhắm mắt lao đại ra khỏi cổng rồi cứ như vậy cô chạy trước sự ngạc nhiên của mọi người bên đường cũng chẳng biết về tới nhà lúc nào cho đến khi người trong nhà phát hiện hạnh đang nằm ngất ở ngay cửa nhà mình thấy con trở về bảo anh mừng quá xiết bà dục người gọi bác sĩ tới sau khi khám Vì bác sĩ thân quen của gia đình đã lắc đầu Sao lại để cho cháu nó suy nhược như vậy chứ Người chẳng có chút sinh lực nào Mà hình như là không ăn uống gì từ mấy hôm nay Bảo anh không muốn tiết lộ điều kỳ lạ đã xảy ra Nên nhanh chóng đưa bác sĩ về Rồi suốt đêm đó Bà hầu như túc trực bên con gái Và Hạnh thì vẫn mê man không tỉnh Mãi cho đến khi mặt trời bên ngoài ló dạng Thì Hạnh mới bắt đầu mở mắt Nhìn thấy mẹ Cô ỏa khóc không nói được gì Bảo anh ôm con vào trong lòng hỏi nhỏ Sao con lại đến nông nỗi này Đêm qua Hồng hạnh ôm mặt Như không muốn nghe câu hỏi đó Rồi cô bật dậy chạy nhanh về phòng mình Và đóng cửa lại Bảo anh phải năn nỉ mãi cô mới nói vọng ra Má để cho con yên Con muốn ngủ một giấc Tuy lo lắng Nhưng bảo anh cũng chiều con Bà chỉ còn biết kéo chiếc ghế và ngồi ngay cửa ra vào Ý muốn canh cho con ngủ Tội nghiệp cho bà mẹ già đã đau khổ Khóc lóc cả đêm Sau khi hạnh đột ngột biến mất Giờ lại phải ngồi trong tâm trạng lo âu và mệt mỏi Cho đến khi Thạnh từ bên ngoài bước vào Anh nhìn thấy mẹ ngủ gà ngủ gật như vậy Và không biết chuyện em gái của mình đã trở về Anh cào nhau Khi còn nhỏ này Không biết làm khổ bà già đến bao giờ nữa chứ Lời của anh vừa dứt Thì bỗng nghe từ trong phòng của Hạnh Có tiếng kêu thét lên Giống như có ai đó bị bóp cổ Hốt hoảng Thành tung mạnh cửa phòng và càng kinh ngãi hơn nữa khi thấy em gái của mình đang treo lơ lửng ở trên trần nhà. Hạnh ơi! Nhờ có sức và phản xạ nhanh nên chỉ trong nháy mắt Thành đã nhảy được lên giường đỡ hai chân của Hạnh và gỡ được cổ cô nàng ra khỏi sợi dây thòng lọng. Hạnh vẫn còn thả chứng tỏ việc mới chỉ xảy ra. Sao em lại làm như vậy chứ? Nhận ra anh trai của mình Hồng Hạnh bám chặt lấy sợ hãi anh đừng để cho họ bắt em đi Thạnh ngạc nhiên Ai bắt em Đừng hỏi em sợ lắm Thạnh nhìn lên sợi dây treo cổ lúc nãy Mà anh kêu lên Nó đâu rồi Sợi dây mấy đó mà đã biến mất Thạnh nghĩ có thể nó rơi trên sàn nhà Sau khi hồng hạnh được đưa xuống Nhưng nhìn kỹ lại Thì hầu như không có sợi dây nào Ai đã treo cổ em lên Hay em tự lên Hạnh lại ngăn lại không cho anh mình hỏi đừng hỏi nếu anh còn muốn em sống Nhìn thái độ quá sợ hãi của em gái Thành không dám hỏi thêm Nhưng sau khi nhìn thấy cổ hạnh Thành phải hét to Em bị ai cắn cổ vậy không Ở cổ của hạnh có hai dấu răng còn dướm máu Và vết hẳn sâu của cái vòng thắt cổ Thành chợt hiểu Anh là người đi Và nghe mồ hôi tuôn chảy khắp thân thể Thật tình Thành không hề muốn vướng vào những chuyện rắc rối này tuy nhiên suốt mấy ngày đêm qua nhìn cảnh em gái của mình hết sút cao lại lạnh cóng chân tay và cứ liên tục mê sảng kêu la thì lòng dạ của thạnh rối bời cuối cùng thạnh quyết định làm một việc mà xưa nay anh chưa bao giờ nghĩ tới đi tìm hồn ma đang ám hồng hạnh số là những ngày khi mê sảng anh từng gọi tên của một người tên là tuyết thu rồi sau đó lại làm nhảm kể về những gì mình nhìn thấy ở nhà mẹ chồng do vậy Thành nghĩ mọi chuyện xuất phát từ căn nhà của Hạnh Nên tối hôm đó Thành đã một mình tìm đến ngôi nhà đang bỏ hoang ấy Thật tình mà nói Từ lúc Hồng Hạnh nhận lời về làm dâu nhà đó Thì chưa bao giờ Thành nghĩ có ngày mình sẽ đặt chân đến đó Bởi ngay từ buổi đầu tiên Khi chạm mặt mẹ chồng của Hạnh Thành đã không có cảm tình Hay nói đúng hơn là anh có ác cảm với bà ta Chỉ biết lơ mơ bà ta đã chết Chứ Thành không ngờ rằng Bà ta và con trai chết rồi Bỏ lại một cơ ngơi đổ sổ như vậy Bởi vậy lúc lọt vào trong căn nhà Thành mới giật mình lo lắng Lỡ ai bắt gặp anh mà đột nhập vào như vậy Thì họ đâu nghĩ gì khác ngoài việc khẳng định Anh là một kẻ gian Vào trong nhà vắng chủ Với ý đồ đen tối Vốn là người chưa từng biết sợ Bất cứ tà ma quỷ quái gì Nhưng phải thú thật Mới vừa đặt chân vào trong nhà Thành đã phải dùng mình lạnh gáy Cũng chưa hề được em gái kể về những gì đã trải qua ở đây nhưng khi nhìn vào từng căn phòng Thành lại có cảm giác rợn rợn Vô tình anh lọt đúng vào căn phòng của bà Hiệp Phát Những gì do hạnh mới tung ra vẫn còn bừa bộn Và đặc biệt hơn là bộ quần áo con gái màu hồng phấn Treo lơ lửng giữa căn phòng Như cách người ta phơi sau khi giặt Thành buồn miệng Con gái gì mà vô ý vô tứ Quần áo treo giữa phòng mà coi được sao Anh thuận tay kéo nó xuống Và như có một dòng điện chạy xuyên qua người của Thành khiến cho Thạnh rụt tay lại. Có điện sao? Anh nghĩ rằng điện có trong quần áo nên ngẩn người ra. Điện mà sao lại? Anh chưa nghĩ hết ý thì đã bị chiếc ống quần quất mạnh vào người. Như có ai đó đánh bằng roi điện. Không thể tin được điều kỳ lạ ấy nên Thạnh chỉ bước lùi lại một chút, đưa ánh mắt nhìn kỹ bộ quần áo. Nó cũng chẳng giống như ba bộ trang phục phụ nữ khác. Không hề có biểu hiện gì khác thường Nhớ lại lời dặn của nhà sư Trương Tánh chủ trì chùa giác đức nơi thành vẫn thường lui tới để tập thiền đối với những gì người đời gọi là quỷ ma thì cách trừ khử hiệu quả nhất là dùng chính vật mà anh có cảm giác do ma chạm vào anh để đối phó lại nó thành không nghĩ ngợi thêm đã lột phăng chiếc quần đang mặc cua lên và cho chạm vào bộ quần áo đang trêu lơi lần kia lạ lùng thay lần chạm này thành không hề có cảm giác để thử nghiệm lại một lần nữa thành lập lại bằng tay không thì y như lần đầu Anh cảm giác như vượt chạm vào dòng điện cực mạnh Không dám xem thường nữa Thành tiếp tục dùng chiếc quần của mình quất mạnh vào bộ đồ Và chỉ sau mấy giây Cả bộ đồ đã bị kéo rơi xuống đất Vừa thoáng thấy dòng chữ viết trên ngực áo của bộ đồ Thành cúi xuống đọc và giật bắn người lên Tên tuổi của Hồng Hạnh Thì ra ai đó đã ghi cả họ tên Tuổi của em gái của anh Thạnh bàng hoàng Họ yểm hồn con Hạnh đã nghe người ta nói chuyện muốn hại ai đó thì không cần giáp mặt, cứ lấy đồ của người đó từng mặt, rồi viết tên tuổi lên và treo hay băm nát thì người đó sẽ bị hại chết ngạt như đang bị treo cổ hoặc đau đớn mạng vong, chẳng khác như đang bị ai đó phanh thây muôn mảnh. Nay chợt nhớ lại thạnh kêu lên. Còn hạnh bị treo cổ bữa đó là bởi cái bộ đồ này đây. Anh tự tin hơn nên tiện tay cuốn bộ đồ lại và cầm theo, không có chuyện gì xảy ra cả và suốt cả buổi ấy lúc thạnh lục lạo khắp nơi anh cũng không gặp phản ứng gì cho đến lúc anh rời nơi đó thì nghe phía sau lưng của anh có tiếng người gào thét đầy giận dữ đáng lý phải dừng lại xem người nào anh tự dưng như bị sức mạnh vô hình nào đó xô đẩy thạnh đi nhanh ra khỏi căn nhà rồi chỉ trong phút chốc thạnh trở về nhà lúc nào không hay đến khi anh bước tích cửa phòng thì nghe từ bên trong đó có tiếng rất lạ của một người đàn bà lớn tuổi nó chỉ nhằm vào tôi thôi nhưng khi nhìn thấy con hồng hạnh cặp tay với thằng tấn hạnh phúc trong cái ngày cưới thì nó lại chút bao căm hờn lên đầu con hạnh tôi chết rồi này nó quyết giết luôn kẻ mà nó cho rằng cướp hạnh phúc của nó thành bước vào thì thấy người đang nói là mẹ mình nhưng giọng nói là của một người khác anh chưa kịp hỏi thì hồng hạnh đang ngồi ở một góc đã lên tiếng mẹ chồng em nhập hồn vào má và nói những điều bí ẩn của nhà bà ta Giọng nói lại hướng về phía thành Vừa rồi cậu liều lĩnh đột nhập vào đó Vô tình lại hay Cậu đã làm cho hồn ma con đó hoảng sợ Giờ nó đã trốn rồi Tuy nhiên đây mới chỉ là tạm thời thôi Rồi nó sẽ trở lại Hồng hạnh vẫn còn chưa qua được nạn Rồi bà chợt khóc quả lên Giọng nghẹn ngào theo từng tiếng nấc Chính tôi đã gây ra tai họa này Ngày trước vì nghĩ rằng Con tuyết thu mang thai đứa con trong bụng Không phải là giọt máu của thằng Tấn nên tôi mới xúi con mình bỏ rơi nó lúc nó đang du học ở nước ngoài tuyết thù uất hận nên tự tử chết mang theo cả đứa hải nhi trong bụng tôi đâu ngờ chuyện ấy xảy ra nên cưới vợ khác cho con mình giờ đây để mình tôi nhận những gì tôi đã gây ra các người hãy dẫn nhau đi đi tìm một nơi nào đó tả ma mà không dám phạm tới khi nào yên thì hãy quay trở lại nhanh lên hồng hành cũng dục ta đi nhanh lên anh thành nắm tay em gái và mẹ mình kéo đi thì bảo anh nghỉ lại miệng la bai bài ta phải ở lại đây chờ nó hãy đi đi hành hiểu sự việc hơn cô nói khẽ với anh xác là của má nhưng giờ đây hồn là của mẹ chồng em hãy nghe theo lời bà ấy không đành lòng bước đi nhưng một lần nữa thành như bị ai đó xô mạnh anh chạy đi lôi theo em gái của mình thành nghĩ tới chùa giác đức anh bảo hạnh mình tới cửa chùa nơi đó sẽ an toàn hơn đang ngủ ngon giấc bỗng thành giật mình choảng dậy bên tai của anh vẫn còn văng vẳng tiếng gọi về đi má không sao rồi thành bước sang em gái của mình đang ngủ ở phòng khác hồng hạnh vừa mừng vừa lo suốt đêm rồi em không có ngủ được vì cứ lo cho má ở nhà vừa rồi em cũng nghe thấy má gọi như vậy chẳng biết là lạnh hay dữ nữa đây hai anh em lên báo với sư truyền tánh ông gật đầu bảo Ta cũng thấy là ổn rồi Các con cứ về sức bà cụ Hãy đưa lên đây Cho bà cụ nghỉ dưỡng vài hôm Anh em Hạnh về tới nhà Lúc đó mới rạng sáng Nhưng đã thấy đèn trong nhà sáng choang Họ lo lắng chạy bay vào bên trong Thì thấy mẹ đang ngồi ở trong phòng khách Sắc mặt tươi tỉnh Má, má có sao không? Hạnh vừa hỏi vừa xà vào trong lòng của mẹ Thành thì cũng bước tới nhưng chưa dám chạm vào mẹ Bảo anh hiểu ý Cười nói rất tự nhiên Bây giờ là má chứ không còn phải là bà Hiệp Phát nữa đâu Nghe giọng của chính mẹ mình Hai anh em reo lên Đúng là thoát rồi Chỉ tay vào một cái hộp đặt trên bàn Bảo bà anh bảo Hãy đưa bà mẹ chồng của con vào chùa Đó là hải cốt Hạnh còn đang ngơ ngác thì bảo anh giải thích Các con chưa đi được bao lâu Thì nó đến Oan hồn của con tuyết thu tới của một giọt máu uổng tử của nó Nó hung hăng lắm nhưng mà sau khi nghe bà Hiệp Phát nói gì đó Cô ấy bỗng dưng dịu lại Và chỉ chiếu đôi mắt như hai bóng đèn pha Và thằng mẹ chồng Vía của má nghe bà ấy thét lên một tiếng Rồi mọi sự im bặt Lúc má mở mắt ra Thì thấy cái hộp này đã nằm ở đây Trên nắp hộp có ghi rằng Ta tha cho bà ấy còn được hải cốt Hãy đưa bà ấy đi thật xa Như thế ta mới yên tâm rời khỏi nơi này vĩnh viễn Bảo anh ngừng lại một lúc rồi tiếp lời Hình như rằng trong thế giới âm cảnh Họ cũng có cái luật riêng Mà một khi đã nói là làm Má thấy từ lúc hồn của Tuyết Thu bỏ đi Rồi thì không khí không còn ngột ngạt nữa Nó giữ đúng lời hứa với bà Hiệp Phát Hồng Hạnh dè dặt hỏi Má có nghe lúc hai người nói chuyện Họ đã nói những gì không Mà sao Tuyết Thu chịu buông tha cho chúng ta Bảo Anh gật đầu Má nhớ rồi Cái vía má lúc đó nghe được Chính bà mẹ chồng con nói rằng bà sẽ đi kiện cái việc làm sát của hồn ma tuyết thu bà nói rằng trong việc này chỉ mình bà đền tội là đủ tại sao còn hại thêm con là người vô can hồng hạnh giật mình đi kiện mà là kiện ai má nghe bà hiệp phát nói rằng khi đi vào trong coi âm thì bà mới biết rằng cũng có những nơi để khiếu kiện những oan sai và hình như bà đã nói đúng nơi mà oan hồn của tuyết thu rất xa má nghe cô ấy kêu lên sợ hãi rồi cuối cùng cũng chịu phép khi bảo với bà Hiệp Phát rằng Cô ấy sẽ thôi không báo oán nữa Thành và Hồng Hạnh thở vào nhẹ nhõm Làm tụi con hết hồn Thôi mình hãy mau đưa cái hộp này vào trong chùa đi Sư Trần Tánh cũng có mời má tới đó nghỉ dưỡng Tụi con thấy má nên đi ít hôm Thiền môn là nơi ma quỷ không có dám bán mạng tới Như vậy má sẽ yên tâm hơn Đích thân hạnh bước tới Ôm cái hộp hải cốt lên Cô ngạc nhiên khi cảm thấy nó quá nhẹ không có vẻ gì là hải cốt bên trong nên lên tiếng hỏi sao như không có gì bên trong hết vậy bảo anh nói thật khẽ theo má biết thì trong đó chỉ có mỗi bộ quần áo đàn bà mà thằng thạnh mang về đêm qua thạnh kêu lên bộ quần áo để tính con hạnh anh thuật lại chuyện mình gặp phải lúc đột nhập vào trong nhà của bà hiệp phát rồi kết luận đây là vật mà hồn ma tuyết thu đã dùng để hại em hạnh trong lúc Hồng Hạnh tái xanh mặt mày Thì bảo anh nhẹ giọng nói Má cũng có nghe hồn ma bà Hiệp Phát nói điều gì đó Nhưng mà sau khi bà dọa cho Tuyết Thu chịu nghe Thì chính bà đã nói với má rằng Bộ đồ đó bây giờ là vật chứa hồn phách của chính Tuyết Thu Đem hồn phách bị nhốt của nó vào trong chùa gửi Thì khác nào mà giam cầm nó mãi mãi Và biết đâu trong cảnh thanh tịnh Ngày ngày nghe kinh Phật Thì dù là hồn ma cũng có thể được cảm hóa Đồng tình với cách nhận xét của mẹ anh âm thạch tức tốc đưa mẹ